số 17 nó là sang khu của lý hộ à? Được chưa? Ờ, 18 cung khương là bài tập sách vở. Cung khương là bài tập sách vở. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có cái từ chi chu. Chi chu là ghi nhớ. Chi chu là ghi nhớ. Chi chu là ghi nhớ. Tiếp theo nữa chúng ta có cái từ số 20 là ý bàn. Ý bàn là phân thường chung thì chúng ta sẽ có là gì? Người ta sẽ nói là ý bàn rấn, có nghĩa là gì? Người thông thường, ý là thông thường mà nói à, ý bàn gia đình, nghĩa là gì? Một gia đình thông thường, một gia đình bình thường thì nó sẽ như thế nào, như thế nào? Có hiểu không ạ? Ý bàn rấn là kiểu người bình thường ấy, là người nói chung này. Người bình thường ấy. Thế còn cái tiếp theo nữa chúng ta có cái từ ý ban gia đình. Ý ban gia đình là gì? Ý ban gia đình là gia đình bình thường. Tiếp theo chúng ta có cái từ gì? Từ cảm xia là cảm ơn, cảm tạ. Giống với từ xia xẻo. Được chưa?